Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, ta phải tôn vinh. Nhưng không có nghĩa là người thầy đó ta phải bước đi trên suốt một dòng đời cùng với thầy. Tôi cũng là thầy, tôi không có yêu cầu chuyện đó. Cũng giống như Đức Phật. Đức Phật trải qua ba ông thầy lúc Đức Phật còn ở trong cung và hai ông thầy lúc Đức Phật đi tu. Nhưng rõ ràng khi mà các người thầy không giải quyết được tận cùng bài toán mà Đức Phật muốn thì Đức Phật vẫn phải rời đi, chứ Đức Phật không sống chung cùng với các ông thầy. Anh Thiện Nguyễn có đặt câu hỏi. Em chào thầy, thầy ơi, hiện tại em đang rơi vào thế đứng giữa cửa một mối quan hệ xã hội. Em có hai ân nhân người thầy trong cuộc sống, ai cũng đối với em rất tốt. Và lúc trước hai người vẫn bình thường vui vẻ, nhưng vào thời gian gần đây thì hai thầy có thấy em có chút khúc mắc trong công việc của nhau dẫn đến mất lòng. Em thì đứng ở giữa vô cùng khó xử. Khi em giao tiếp với người này thì người kia không vui, và ngược lại, em thì không muốn mất lòng cả hai. Thầy có thể chia sẻ cho em từ góc nhìn của thầy trên hoàn cảnh của em để em khó xử với được không ạ? Và nếu có thể xin thầy chia sẻ cách để em có thể trung gian hòa giải được không ạ? Em cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh gì ạ? Thiện Nguyễn ạ? Vâng. Có cái câu chuyện thế này. Hai thầy trò nhà chùa đi qua sông thì có một cô gia cô gái lại cô ấy mặc váy rất là dài, cô không lội qua sông được. Cô ấy nhờ hai thầy trò này cõng qua sông. Thì cái chú tiểu này cõng cái cô này qua sông. Sau khi cõng qua sông xong thì trên suốt đường đi thì ông thầy ông cứ chửi cái cậu học trò này là sao mày lại cõng một cô gái như vậy, mày tu mà mày nam nữ thụ bất thân mà mày ôi ốp nguyên cái bàn là vào lưng mày như vậy thì có được không con, ví dụ vậy. Thế thì chửi suốt từ sáng đến trưa rồi, ông ấy mệt quá, ông ấy nghỉ buổi chiều. Thế mà tối đến vừa có nằm nghỉ một cái thôi thì ông lại lôi thằng học trò ra, ông ấy chửi tiếp là mày còn nhớ cái bàn là nó úp vào lưng mày không, mày làm như vậy mà được à, thế nọ thế kia. Và bỗng nhiên cậu ấy chợt nhận ra một điều rằng ô quái sao mà cái cô gái đi cũng úp bàn là vào lưng mình mà mình đâu còn nhớ, thế mà sao ông thầy mình cũng nhớ dai quá ta. Vậy thì suy ra là ông không có đắc đạo, và cậu học trò đành rời khỏi ông thầy. Vậy thì cũng như bạn, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, ta phải tôn vinh. Nhưng không có nghĩa là người thầy đó ta phải bước đi trên suốt một dòng đời cùng với thầy. Tôi cũng là thầy, tôi không có yêu cầu chuyện đó. Cũng giống như Đức Phật. Đức Phật trải qua ba ông thầy lúc Đức Phật còn ở trong cung và hai ông thầy lúc Đức Phật đi tu. Nhưng rõ ràng khi mà các người thầy không giải quyết được tận cùng bài toán mà Đức Phật muốn thì Đức Phật vẫn phải rời đi, chứ Đức Phật không sống chung cùng với các ông thầy. Cũng tương tự như vậy, nếu em có hai ông thầy mà hai ông ấy ghét nhau và ông phải tranh giành em, nếu em nói chuyện với ông này thì ông kia ghét, em nói chuyện với ông kia thì ông này ghét, thì chúc mừng em, hai thằng thầy nhà em nó chả ra cái quái gì cả, không phải là thầy. Còn nguyên tắc của tôi, ai là học trò tôi, sau ngày mai thấy anh A anh B họ dạy cái kiến thức hay quá, sang đấy đi học, nó còn hỏi tôi là thầy ơi sao thầy em sang đấy học có được không. Tôi bảo được quá đi chứ, sang đấy học có cái gì hay về chia sẻ với thầy nhé. Bởi vì thầy hiện nay bận dạy quá, nếu mà cứ đi dạy suốt thế này mà không có thời gian đi học có khi cũng ngu cái đầu đi. Thôi thì em học đi, có cái gì hay về chia sẻ với thầy, đúng không? Chứ còn thầy đến mức độ mà nếu mà mày chơi với thằng thầy kia thì mày không được chơi với tao nữa, thì cái người thầy đấy ích kỷ quá, cũng chỉ để học được vài kiến thức kiếm ăn thôi, chứ còn học đạo làm người đâu có học được. Cho nên chúc mừng em, nếu có hai ông thầy như vậy thì số chú quá xui đi,
thôi thì vạn sự tùy duyên. Mình cứ đối xử với hai thầy tốt nhất, đúng như kiểu là vô ngã. Mình là một học trò, mình hãy đối xử tốt nhất với hai thầy, giống như hai thầy lúc chưa cãi nhau thôi. Còn lúc bấy giờ là thầy nào sân hận vì chuyện mình chơi với thầy còn lại thì đấy là việc của người thầy, họ tệ kệ họ thôi. Sao mình phải suy nghĩ? Còn nếu mà mình muốn lợi dụng cả hai thầy thì để chúc mừng em. Em là học trò tử tế quá, vì hai ông thầy như vậy sản sinh cho em một học trò như vậy. Không? Vậy thôi. Thì bắt đầu là mình hiểu gì ạ? Mình làm tốt nhất cái phạm vi của một học trò. Còn nếu thầy mình mà ích kỷ đến như vậy thì bản chất ông ấy đâu có phải xứng đáng là thầy, mà phải tiếc nuối một vị thầy. Nhá. Rồi, cảm ơn câu hỏi của em. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.